Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung. Tính lễ nghĩa liêm sĩ hoàng hương hoạt nồng ấp lạnh. Bộ phim này dựa trên Đức Dục Khoa Bổn cải biên. Hoàng Hương, người Đông Hán, Tử Văn Cường, người An Lục, huyện Giang Hạ. Từ nhỏ, gia đình nghèo túng. Khi Hoàng Hương 9 tuổi, mẫu thân qua đời. Từ đó trở đi, hai cha con sống nương tựa vào nhau. Hương Nhi, ngày mai là Tết Đoan Ngọ rồi. Mẹ có may cho con một túi thơm, mau đến đây đeo lên đi. Ồ, thật thơm quá. Mẹ à, trong túi này đã bỏ những gì vào vậy? Bên trong túi này bỏ cỏ thơm. Mẹ, túi thơm này là thứ mà con gái thường đeo. Con là nam tử Hán, con sẽ không đeo nó đâu. Hương Nhi, con có biết tác dụng của cỏ thơm không? Đương nhiên là dùng để làm túi thơm rồi. Cỏ thơm này không những có thể đuổi côn trùng trừ tà, hơn nữa còn đại biểu ý nghĩa trung thành. Thật vậy sao? Đúng rồi, đến các vị nhân sĩ đại phu thời cổ đại đều thích đem cỏ thơm bên mình. Vậy mẹ đeo lên cho con đi, sau này con cũng sẽ làm một trung thần. Làm trung thần không phải là chuyện ngày một ngày hai thì có thể làm được. Trước tiên Hương Nhi phải học cho tốt, tương lai mới có cơ hội làm trung thần chứ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, Hương Nhi nhất định không để cho cha mẹ thất vọng đâu. Mẹ, mẹ. Hương Nhi. Cha. Hương Nhi, con đói chưa? Chúng ta về nhà nấu cơm ăn thôi. Cha, để con giúp cha. Cha, cha có khát không? Con rót nước cho cha uống nha. Ồ, nóng quá. Cha, cha uống đi. Cha uống đi cha. À, con nghỉ ngơi chút đi. Cha, con không mệt. Hương Nhi à, con muốn làm gì vậy? Mẹ, con đi xem có trứng chim không? Hương Nhi, không được. Đi đi. Hương Nhi à, con leo lên cây làm gì? Con muốn đuổi con chim lớn kia đi, lấy mấy cái trứng chim cho cha mẹ ăn. Cha và mẹ bình thường đều nhường đồ ăn ngon cho con.
Hương Nhi, trứng chim chính là con của chú chim nhỏ đó. Nếu con ăn mất trứng chim thì chú chim nhỏ sẽ mất đi con của mình. Con nói xem đó có phải đau lòng lắm không? Mẹ, con không hề nghĩ tới. Chim hay các loại động vật đều giống như con người chúng ta. Khi những chú chim còn nhỏ là chim mẹ tha thức ăn về đút từng miếng cho chúng, nuôi dưỡng dạy dỗ con cái của mình, bảo hộ dưỡng dục con cái của mình. Đợi khi chim nhỏ trưởng thành, chim mẹ bay không nổi nữa, chim nhỏ sẽ đem thức ăn đến đút cho chim mẹ ăn để cảm ơn công ơn dưỡng dục của chim mẹ. Hương Nhi, con nhẫn tâm phá hoại một gia đình như vậy sao? Mẹ, con sai rồi. Hương Nhi, con là một đứa con ngoan, sau này không được làm như vậy nữa. Mẹ, con nhớ rồi. Chim nhỏ đã trưởng thành rồi, có thể báo đáp chim mẹ. Bây giờ Hương Nhi cũng trưởng thành rồi, nhưng mẹ lại không còn nữa. Hoàng Hương à. Thím, Hoàng Hương, cha con xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Khi nãy thím đi ra bờ sông rửa rau, nhìn thấy cha của con đi gánh nước bị xỉu ở đó. Cha con là do lao lực lâu ngày, lại thêm sự đả kích của việc mẹ con qua đời nên mới bệnh như vậy. Nhất định phải cho cha con uống thuốc đúng giờ. Còn nữa, không được để cho con lao lực quá đó. Hương Nhi, Hương Nhi, cha, cha gọi con. Bà nó ơi, Hương Nhi, nếu như mẹ không còn nữa, con phải chăm sóc cho con thật tốt. Mẹ chăm sóc cho ta nhiều năm như vậy, nhưng mà Hương Nhi lại không có cơ hội tận hiếu. Cha, Hương Nhi sẽ không chỉ biết nhớ đến mẹ mà để cho cha vất vả một mình. Hương Nhi nhất định sẽ chăm sóc cho cha thật tốt. Cha, con đã làm nguội thuốc rồi, cha có thể yên tâm uống được rồi. Hương Nhi, con sao vậy? Dạ không có gì, là do con bất cẩn nên bị phỏng thôi. Cha, cha sao vậy? Không lẽ thuốc còn nóng sao? Thuốc này đắng quá hả cha? Hương Nhi, không phải thuốc đắng mà là Hương Nhi nhà ta mệnh khổ rồi. Cha, cha nói gì vậy? Con cái nhà khác bằng tuổi con, bây giờ đều được cha mẹ thương yêu. Nhưng mà Hương Nhi của cha đã hiểu được hiếu thuận, biết cách chăm sóc cha. Cha, Hương Nhi trưởng thành rồi, trưởng thành rồi. Cha, cha nằm xuống đi cha. Thời tiết nóng như vậy, tuổi của cha lại lớn rồi, mỗi ngày phải rất lâu mới có thể ngủ được. Nhưng mà phải làm sao mới có thể cha bớt nóng đây? Trời nóng như lửa đốt vậy. Hương Nhi, đừng quạt nữa, nhìn con mồ hôi đầy kìa. Mau nghỉ ngơi đi. Cha, bóng trăm của cây cổ thụ ngoài kia rất mát, chúng ta đi ra đó đi. Ừ, con đi chung với cha nhé. Cha, ngoài đó nhiều người quá, con muốn ở nhà học bài. Được rồi, Hương Nhi, vậy cha đi đây. À, Hoàng đại ca đến rồi, mau ngồi đi. Đúng là nóng thật, vừa cử động một chút là toàn thân đầy mồ hôi. Hoàng đại ca, trời nóng quá, vừa cử động một chút là toàn thân đầy mồ hôi rồi. Đúng rồi. À, có rồi, mình quạt chiếu cho mát. Như vậy thì buổi tối cha có thể ngủ ngon rồi.
cha, cha về rồi. Ừ, mặc dù bên ngoài mát hơn một chút, nhưng mà bây giờ muốn đi ngủ rồi. Ồ, vậy thì cha mau nằm xuống ngủ đi. Ồ, hôm nay sao cái chiếu này lại mát như vậy cả? Nhất định là do cha vừa đi hóng mát về, cả cơ thể đều có thấy mát mẻ đó mà. Ồ, nó cũng có lý. Vậy sau này mỗi ngày cha đều đi hóng mát đi. Được rồi, cũng không còn sớm đâu Hương Nhi, con cũng mau đi ngủ đi. Cha ngủ sớm đi, con đọc sách thêm một lúc nữa rồi ngủ. Cha ngủ có ngon không? Ngon, tôi còn cảm giác ngủ vô cùng ngon. Suốt mùa hè, Hoàng Hương đều vì cha mình đuổi mũi quạt mát giường, dùng mồ hôi của bản thân mình để đổi lấy sự mát mẻ cho phụ thân. Cha sao rồi? Cha có đỡ hơn không cha? Không sao đâu Hương Nhi, con mau đi đọc sách đi, không cần quan tâm đến cha. Cha, chắc là do trời lạnh cha bị cảm rồi. Cha đợi chút con đi đốt bếp lò cho cha sưởi ấm. Con vất vả hơn nửa năm rồi mới chẻ được nhiêu đó củi, cũng chỉ mong trời lạnh hơn có thể bán được giá tốt mà. Nhưng con không thể để cha chịu lạnh như vậy được. Cha có được đứa con trai hiếu thuận, biết quan tâm từng chút một như vậy, thật không biết là phúc phận kiếp nào tu được. Cha đừng nói như vậy, đây đều là những việc con phải làm mà. Tiếng rơi lớn như vậy sao? Thân thể của mình lại vô dụng như vậy. Cha, hôm nay tuyết rơi lớn, sao cha lại dậy sớm vậy? Hơn Nhi à, bệnh của cha đã khỏi nhiều rồi, nhưng con vì cha mà lãng phí biết bao nhiêu thời gian vậy? Chăm sóc cha là việc con nên làm mà, làm sao lại làm chậm trễ thời gian chứ? Con bây giờ tuổi đang còn nhỏ, là thời gian tốt nhất để học hành. Hơn Nhi, con quay trở lại trường học đi, những chuyện trong nhà cha có thể lo được. Như vậy sao được, bệnh của cha vừa mới khỏi mà. Bệnh của cha đã liên lụy con quá nhiều rồi. Hương Nhi đang tuổi còn trẻ, cho nên việc học tập sau này thời gian còn dài. Hương Nhi, nguyện vọng lúc lâm chung của mẹ con chính là mong con có thể học tập cho tốt, có thể thành tựu, tương lai là trụ cột của quốc gia. Cha, học hành là để có thể hiểu rõ đạo lý, luyện tâm trí. Nếu như Hương Nhi học tới cuối cùng đến việc hiểu cơ bản cũng làm không xong, thì còn nói cái gì mà trụ cột quốc gia chứ.
chỉ cần con đến trường học hành cho tốt chính là tận hiếu cha rồi. Cha, cha và mẹ có ơn dưỡng dục với con, nhưng mà con hiểu ra thì đã muộn, không kịp hiếu thuận với mẹ. Mẹ thì bây giờ, hiện tại cha lại đang có bệnh trong người, con đương nhiên phải chăm sóc cha chu đáo. Chỉ cần con sau này có tiền đồ, mẹ con ở dưới cửu tuyền cũng sẽ biết, để lại tên tuổi cho đời sau, khiến cho cha mẹ được vinh hiển, đó mới là hiếu đạo. Nhưng mà cha, chỉ có lập thân hành đạo thì mới có thể để lại tên tuổi cho đời sau, làm vinh hiển cha mẹ. Nhưng con cho là thực hành hiếu thuận kịp thời mới là căn bản của việc lập thân hành đạo. Nếu như con vì cha mà quan phí thời gian, không phải là đã phụ lòng của mẹ con. Con bảo cha phải làm thế nào mới không phụ lòng bà ấy? Nhưng mà cha... Được rồi, con không cần nói nhiều nữa. Bệnh của cha đã không sao rồi. Ngày mai con bắt đầu đi học lại đi. Cha, ngày mai con bắt đầu đi học đi. Cha, con đi học rồi, ai sẽ chăm sóc cho cha? Sườn Nhi, cha làm liên lụy con rồi. Cẩn thận được trơn đó con. Tử viết thì tam bách nhất ngôn dĩ tế chi, viết tư vô tà. Không hay rồi. Cha, 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 cha ơi, cha ở đâu vậy? Cha ơi, cha, cha ơi. Thường Nhi à, cha đỡ nhiều rồi. Dân thưa cha, cũng không còn sớm nữa, cha đợi một chút, con đi trải chăn cho cha ngủ. Chăn gì sao lại lạnh như vậy chứ? Cha con bị nhiễm hàn khí, bệnh cũ tái phát, hay là phải điều dưỡng một thời gian nữa. Nhớ kỹ sau này, nhất định không được để bị lạnh nữa đó. Chim hay động vật đều giống như người. Khi chim non còn nhỏ là chim mẹ tha thức ăn về, đút từng miếng cho chim non ăn, bảo hộ dưỡng dục con cái của chính mình. Từ chim non trưởng thành rồi, chim mẹ bay không nổi nữa, chim non cũng đem thức ăn về đút cho chim mẹ ăn, cảm tạ ơn dưỡng dục của chim mẹ. Cha, nào, đi ngủ thôi. Hương Nhi à, chuyện này... Cha, cha mau nằm xuống ngủ đi. Hương Nhi, con sao vậy? Không có gì đâu, là do con lúc ăn cơm không cẩn thận bị phỏng thôi. Hôm nay sao cái chiếu lại mát như vậy chứ? Nhất định là cha đi hóng mát về, cả cơ thể đều cảm thấy mát mẻ đó mà. Nhiều năm về sau, hành động hiếu thảo của Hoàng Hương đã truyền khắp giang hạ. Thái thú Lưu Hộ đã dâng tấu khen ngợi với triều đình, tiến cử Hoàng Hương làm hiếu liêm. Hoàng Hương do đó mà trở thành thiếu nhi hiếu kính trưởng bối lưu danh thiên cổ. Khi đó có lời khen giang hạ Hoàng Hương thiên hạ vô song. Sau khi Hoàng Hương trưởng thành làm chức thượng thư lệnh, ngoài việc tiếp tục hiếu kính cha già, ông còn đem tình yêu đó đến cho tất cả bá tánh. Người nào biết phụng dưỡng thì không cần đến món ngon vật lạ, người nào biết chăm sóc hầu hạ thì không cần đến lụa là gấm vóc. Dùng tất cả những gì mình có thể tận lực chăm sóc cho cha mẹ, đó chính là chí hiếu vậy. Cẩn dịch.
Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử Uy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.